liên quan đến súng đạn, vũ khí quân dụng, mới đây, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Văn Thành, 47 tuổi, ngụ Dầu Tiếng mà quý vị đang thấy trên màn hình để điều tra làm rõ hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện và bắt giữ. Theo cơ quan điều tra, sau thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện Lê Văn Thành, 47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, có hoạt động mua bán ma túy với số lượng lớn nên đã theo dõi. Đối tượng xảo quyệt, rất cảnh giác, liều lĩnh và luôn thủ súng trong người, nên các trinh sát rất cẩn trọng. Mới đây, khi Thành đi ra khỏi nơi ẩn náu, các trinh sát đã bí mật tiếp cận khống chế tóm gọn Thành. Lực lượng công an phát hiện trên người Thành 4 túi ni lông chứa ma túy đá, một túi chứa 2 viên thuốc lắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 120 gram ma túy đá, 4 khẩu súng và 88 viên đạn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra về nguồn gốc của số ma túy và vũ khí, xử lý theo quy định của pháp luật.